Tiếng gì ấy? Chào chào bạn nhỏ nhé, chào bạn nhỏ nhé. Tốn điện quá đây này, gớm xem gì, tốn điện quá. Đấy, ta đi. Nhân vật của chúng ta đần độn đến đau lòng, nói thật. Gì nói chuyện nhau cái được không nhở? Vâm lên bạn em, mình nói chuyện tí. Bây giờ thì cậu hãy đi theo. Now you follow Now you follow your gì không nói. À, hello bạn nhá. Hello mọi người, quay trở lại với cả channel của Duy Lê. Game kinh dị không cần phải giới thiệu nhiều, nhớ like, video, đăng ký. Chúng ta có một con game tên là Trông Chó. Để tránh những cái tiếng bô từ Exciter đầy nguy hiểm cho thú cưng của bạn, bắt đầu sinh ra những cái nghề mà bảo vệ cuộc sống cho cái con chó của các bạn khi các bạn đi vắng. Dog Sister Needed này. Tôi đoán đây chính là cái nơi chúng ta đang tìm. Tôi không rõ là ai có cái nhu cầu là trông chó như này. Ngày xưa tôi chơi với thằng cu em tên là Dương 404. Tôi khá sốc khi mà nó kể là em sắp đi du lịch và em sẽ gửi con mèo của em sang bên khách sạn cho mèo. Tôi kiểu ảo thật đấy. Đời tao còn chưa bao giờ biết khách sạn là gì mà con mèo nhà mày sướng thế à. Có thể nói là bọn chó mèo đang đi đúng cái con đường rồi. Chẳng mấy chốc chúng nó sẽ xâm chiếm cái trái đất này thôi. Anh em cần phải hết sức cảnh giác về việc đấy nhá. Đây rồi, đây sẽ là cái ngôi nhà mà sao lại có thanh lực này. Thanh lực này nó còn không hồi luôn. Thanh lực này là lát để chúng ta sẽ phải có một pha cứu chó khỏi Exciter đấy. Hello, nghe đồn là gia đình có nhu cầu trông chó ạ. Không ai trả lời cả. Có thể là tôi sẽ thử chuông cửa. À, thuê đến đây là rất mất thời gian đi rồi này. Ra cho em nhận cái việc cái em trông chó nhà này ạ. Hả? Vẫn không trả lời à? Thôi bị bịp rồi. Có lẽ là tôi nên khám phá cái tài sản này. Khám phá tài sản là sao nhỉ? Ý của tôi là đi loanh quanh xem có ai trong nhà không. Tại vì đấy chúng ta được thuê mất công đến đây rồi ấy. Khám phá tài sản ở một cái đất nước mà ai cũng có quyền khi mà các bạn vào nhà người ta rút súng được ra để bắn vào đầu các bạn. Có phải là ý kiến hay không nhỉ? Có tiếng gì đấy? Đây con chó mà chúng ta... Chào chị Laura, chị là quả nữ xấu nhất trên đời em từng gặp. Chồng chị đánh son đâu chị à? Cảm phiền tôi một chút. À, em đang làm gì trong đất nhà chị thế nhỉ? Tôi xin lỗi nhé, cậu chắc hẳn phải là người trông chó. Tên của tôi là Laura, đây là nhà của tôi. Làm ơn hãy đi vào và ổn định các kiểu đây. Nghe Laura này, Laura như con dở vậy. Ok, đừng có nhìn em kiểu đấy nữa. Thật ra tôi đứng ngay đây mà chị Laura hình như là mắt là láp. Chị đang nhìn tôi nhá, để cho các anh em nào mà đang thắc mắc chị có đang nhìn tôi. Well, tôi đã lau dọn hết mức có thể rồi và bây giờ tôi đang rất là muộn cho cuộc hẹn của mình. Tôi đã để cho cậu một cái danh sách việc làm ở trên tủ lạnh và một vài cái lời nhắn ở quanh nhà. What the dog doing? Đây hẳn phải là con chó nhà chị chứ đúng không? Sao tôi nhìn kiểu gì ra mới đầu ra con gà mái. Nói này anh em đừng dỗi nhưng mà ban đầu nhìn chó nhà chị ra con gà mái. Ở độ tuổi này Dogo không thể nhìn thấy hoặc là nghe mọi thứ rõ ràng thêm nữa. Cậu ta chắc là sẽ không gây nhiều rắc rối cho em đâu. Tôi thực sự sẽ phải đi thôi. Cứ thoải mái ở nhà chị nhá em nhá. Ok chị ơi, ở trên xe chị có điện thoại, có cần cái gì em cứ gọi chị nhá. Chúc em may mắn. Chị đừng di chuyển mặt kiểu đấy, nó rất kinh. Ồ, chị này dứt khoát thật. Nói phát chị đi luôn. Có vẻ như là chúng ta có một cái công việc nhàn hạ nhất trên đời. Không 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 phải YouTuber anh, không phải YouTuber. YouTuber thì cũng nhàn, nhưng mà tôi đang trông một con chó. Trên tinh thần là con chó này là đã mù và điếc, già lắm rồi. Gì ơi? À, gió. Mẹ gió dọa tôi ạ. Hòm thư này. Có vẻ như là có một vài con ong đã làm tổ ở trong này. Ong bắp cày chạm vào bị đốt rồi. Học bài học rồi, vào có nhất thiết là cần nhiều cái chỗ để phơi quần áo này không vậy? Đầu tiên là anh em mình sẽ phải làm giặt là. Ngay sau khi tôi vừa than phiền về việc đó là quá nhiều móc treo quần áo thì tôi phải làm giặt là luôn. Chị này cũng khôn. Ok, tôi phải giặt là này. Đầu tiên là tôi mang cái giỏ đi, sau đó tôi tìm quần áo ở đâu mới được. Tôi lấy cái giỏ mà bây giờ tôi đang tìm quần áo cũ không thấy. Ôi game này anh em cảm thấy tôi lắc hơi nhiều, đau đầu bảo câu nhá. Ơ, à, có luôn quần áo ở treo luôn mà. Ảo thật đấy. Có quần áo của con trai nhá anh em ơi. Chứ là chị có chồng rồi. Tin buồn với cả các bạn luôn. 1, 2, 3, 4. Ôi dồi ôi, phải treo hết cái đống quần áo này lên. Xong lát phải rút vào thì thôi, bye game.
Tôi sẽ phải đi lại ngay vào bên trong và tìm một cái thùng quần áo nữa. Nà ní, vẫn còn á? Khoan đã, công việc là trông chó thôi mà phải phơi quần áo quá nhiều vậy. À, tin vui cho anh em nhá. Nếu mà các bạn đi qua một cái cây ấy, xong rồi các bạn nghe quá nhiều tiếng ve vào mùa hè đúng không? Xong rồi các bạn bắt đầu hưởng thụ mùa hè, nhớ về ngày còn trẻ, thời học sinh, xong rồi thấy những cái hạt mưa đang rơi xuống mặt mình á. Tin buồn nhá. Đấy là nước đái của ve đấy, tin buồn với các bạn, rất là buồn phải chia sẻ các bạn thông tin đấy nhá. Không có cái hạt mưa nào rơi ở mặt bạn đâu, đây nước đái nhá, confirm, confirm. Ôi thằng nào đây? Larry sẽ bắt cậu. Ok, okay. Rap nhá. Rap chơi đá nhiều mắt lệch hai hàng rồi. Hãy rời đi khi cậu vẫn còn có thể. Kinh thế nhờ, tự nhiên có quả xong rồi lại biến mất rồi. Ô, thì chắc lại ra phơi quần áo tiếp rồi. Có gì đâu. Người ta sống ở đây bao lâu nay rồi, tự nhiên đến đúng cái lúc mình đến thì lại có chuyện xảy ra là sao, hiểu không? Không thể nào mà nó trùng hợp một cách vô lý thế được, hiểu không? Ok, vậy là đã phơi xong quần áo. Mày đã thần cảnh báo anh đấy á. Thần kiểu gì mà lại trông như chơi đá thế, em không tin được em ạ. Ơ à. Sao đấy, sao đấy chó, sao đấy chó. Bỗng nhiên bọn chó này nó ré lên những cái tiếng rất là hốt hoảng và điện thoại tự nhiên reo anh em ạ. Không mua đâu nhá, người ta bán cổ phiếu anh em, không liên quan đến tôi không chơi mấy cái thứ đấy. Vuốt ve tí nhá, không vấn đề gì đâu nhá, cứ ngủ đi nhá. Ở con này cứ te phết. Chúng ta làm việc tiếp về nhà anh em ơi. Thứ hai đó, chúng ta đi rửa bát. Collect the dirty dishes around the house. Quanh nhà có bát đĩa bẩn này, ok. Cốc này, đĩa bẩn này, cốc đĩa bẩn này. Bát đĩa người ăn thì toàn là bát đĩa bẩn, bát đĩa chó ăn thì lại là bát đĩa sạch, không cần phải thu dọn. Ok, có để bát đĩa trong phòng tắm không vậy? Hy vọng không vừa đi vệ sinh vừa ăn chứ. Không. Ok, có cái cốc. Bây giờ thì vào và rửa bát thôi. Sorry anh em nhá, vừa. Sợi. Xứng đáng là người trông chó của năm. Nhạc gì đấy? POV của ai đấy? Tiếng gì vừa diễn ra vậy? Ủa, tự nhiên có gì hơi kinh. Đi thẳng một mạch từ ngoài sân, mở cái cửa sắt đấy và vào đấy anh em. Nghe có vẻ như cái thứ gì đó đã được mở bên ngoài. Em ơi, em ơi, đi với anh phát em. À, con này nó bị điếc rồi, nó không biết anh em ạ. Tôi nên đi ra ngoài và check tiếng động đó trước khi quay trở lại mấy cái công việc này. Hoặc là chúng ta cứ làm công việc này và kệ tiếng động đó được không? Oh shit. Phải vào kiểm tra anh em ạ, phải vào kiểm tra. Có thể nói là công việc làm thêm nặng nhọc nhất trong cuộc đời tôi nhá. Ô xin kiêm người trông chó, kiêm bảo vệ, kiêm dũng sĩ diệt quỷ. Chắc là ngày mai chị về chị tặng tôi là hai lốp. Ok, cái kia là chân ghế mà tôi cứ tưởng cái bóng người ạ. Hello, em đến trông con chó ạ. Không có vấn đề thì tha em cái. Lại xuống hầm rồi. Xuống hầm làm gì mà quả quyết thế, mày xuống quả quyết quá mẹ. Anh em có cái đèn pin này, Luminex 9000, quá sáng đến nỗi nó bị ban ở 9 bang. Tức là bị cấm sử dụng ở tận 9 bang. Thế bây giờ tao cầm luôn được không? Không lên được trên nữa rồi anh em ạ. Tôi đang cố để bước lên trên quay lại từ đầu mà không được. Bắt buộc phải bước vào đây. À luôn đi. Sợ gì? Sợ suốt. Sợ suốt. Vâm lên anh em ơi, vâm lên. Như nào? Có quả hung khí này, cầm lên luôn anh. Ô, không cầm được, không cầm được. Mẹ nói là có một nhúm tổ tiên của tôi đã chết vì sử dụng những cái thứ này. Một nhúm tổ tiên của nhân vật chính trong game đã chết vì sử dụng cầu chì anh em nhé. Thuốc diệt bọ này, sách trẻ con này, Scary Larry và những cái truyền thuyết lân cận khác. Scary Larry sống ở trong rừng. Hắn ta đấy kiểu truyền thuyết về một con nó sống ở trong rừng, xong rồi quyết định là sống một mình trong rừng ở giữa cái căn nhà không hàng xóm đấy. Tôi đã bảo là rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Tự kiến tạo cho bản thân mình ăn cái đờ bờ thì chịu rồi.
Thì cái Scary Larry đấy ấy, là cho bọn bọ và những cái con sinh vật khác trong rừng ăn. Những cái đứa trẻ con hư đốn mà đi vào trong rừng một mình thì sẽ bị bắt để cho cái bọn bọ với cả các sinh vật trong rừng ăn. Trẻ con hư đốn đấy nhá. Còn các bạn nếu mà ngoan ngoãn thì các bạn vào thoải mái nhá các bạn ơi. Thoải mái. Thôi đùa đây, đừng vào. Đừng điên à. Mẹ tự nhiên vào rừng. Thôi điên à. Thôi đi ra ngoài luôn đi. Sợ gì sợ suốt. Sợ gì sợ suốt đâu anh em. Thoải mái lên. Vâm con người lên xem nào. Lên nào. Khám phá xong rồi. Vâm người lên nào. Ơ nhưng mà Larry có phải là cái tên của cái người mà lần ban nãy có cái ông ở ngoài cửa sổ ông ghé vào tôi không nhỉ? Ngoài kia có cái hàng rào bị đập xuống kia kìa. Tại sao cái hàng rào này tự nhiên nó lại một cái đường rất là rõ ràng hiểu không? Ê nhìn tôi này, tôi là một con đường dẫn đến một cái chỗ nào đấy. Ơ cắm cả biển luôn này, cắm cả cái biển luôn, thông báo luôn. Chào mừng đến rừng Larry. Hãy nhớ là luôn tốt bụng với cả thiên nhiên nhé, vào luôn. Vào luôn, sợ chó ấy. Rừng này không có thật. Rừng này chưa cốt kịp. Thôi về quay lại nào. Vào làm tiếp công việc nhà thôi. Tôi định vào rừng luôn nhưng mà không vào được. Vô đi. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn vào trong nhà nữa. Có một cái gì đấy đang mách bảo tôi là có chuyện không hay. Và nhân vật bảo là không muốn vào trong nhà nữa. Nhưng mà phải vào thôi, trông chó mà. Bây giờ tôi sẽ phải làm một công việc nhà khác. Tôi đoán đó là lúc để cho Doko ăn tối rồi. Thì ăn con Larry không? Tao bắt con Larry về cho mà ăn này. Cho đứa cô ăn tối, đồ ăn để đây. Tự nhiên mấy cái đoạn xoay xoay này rất ghê. Thôi ăn đi em, ăn đi em. Ăn đi và về chuồng đi. Có lẽ là nên để cho đó cô đi tập tí thể dục khi mà tôi làm việc số công việc còn lại. Ok, chạy thoải mái nhá. Không có Larry nào gian mày đâu. Đâu công việc còn lại là như nào nào? Chúng ta sẽ phải dọn cửa sổ. Ôi dồi ôi. Lau cửa sổ này mà không bị jump scare ít nhất 2 lần tao đi bằng đầu. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhặt đồ chơi cho chó lên và sau đó là hoàn thành tất cả mọi công việc. Đầu tiên nhá, lau cửa sổ. Giời ơi, thôi xong. À đây 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 đây. Đồ lau kính. Yes sir. Ôi game này các cái tiếng động nó kinh cực thế. Xong rồi ánh sáng kiểu như này. Ok, xong một em cửa kính nhá. Xong một em cửa kính múp này. Cửa kính múp tiếp theo này. Không được này. Rồi ôi, đừng có tiếng động kiểu đấy nữa. Chỗ này không cần nha, chỗ này cần nhá. Xoay sang bên này để đi những cái cửa kính tiếp theo. Không ai dọa mình này. Game này kinh quá, thề với mấy ông. Lâu lắm rồi chơi con game nào kinh như này. Ê, lùi luôn. Tiếng lau kính nó làm tôi sợ cái không? Lùi luôn. Phòng thủ. Lùi luôn. Ok xong rồi. Ok xong việc thứ ba rồi. Ok. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Có vết máu ở trên đường đi chính vào cửa nhà nhưng mà. Hả? What the f***? Cảm ơn bạn đã chơi kẻ trông chó demo. Nhớ like video và đăng ký kênh Duy Lê để có thể xem bản full. Ok. Game này khá là chóng mặt trên 10 và khá biết làm game đấy anh em, các tiếng động các thứ. Chúng ta đến với cái con game chính trong ngày hôm nay nhá, The Doll English. Ôi dồi ôi, cái trò này. Xin chào mẹ, con đang gửi cho mẹ bức thư này để nói với mẹ rằng là con đã mua một ngôi nhà ở ngoài thành phố. Ước gì trong cuộc đời tôi cũng có một lần được viết thư mẹ với nội dung như vậy. Ước gì? Nó rất là rẻ thôi. Ước gì tôi được nói câu tiếp theo cũng như vậy. Con đã tận dụng nó rồi. Con đã mua nó từ một người rất là tử tế. Ông ấy nói là ông ấy đã mua một ngôi nhà ở một đất nước khác. Và con đã hỏi ông ta là tại sao. Ông ta không trả lời và chỉ rời đi. Đấy, nhạc bắt đầu kinh dị nhá. Điều quan trọng đó là con đã mua ngôi nhà rồi. Và chỉ trong một vài ngày nữa thôi, con sẽ thăm nó và sẽ nói cho mẹ nhiều hơn về ngôi nhà. Mẹ gửi nóng cho con vay nhá. Con nợ tiền ngân hàng. Đấy. Đấy là thông điệp của bức thư nếu mà tôi mua ngôi nhà và viết thư cho mẹ tôi kiểu vậy. Game này nó có quả. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Thằng này nó mua quả nhà trong ổ quỷ rồi, nó bảo đẹp quá. Chỉ là thiên nhiên và tôi. Nhà này bảo sao mua được. Nhà này tôi thẳng không những tôi mua được mà nhà này cho tôi thêm tiền tôi mới vào tôi ở cho các bạn. Vậy ạ, chúng ta sẽ nhìn qua ngôi nhà đi. Và sau đó tôi sẽ đi shopping. Mày định mua gì ở đâu? Đi mua lá cây à? Ở trên kia à? Anh em ơi, thật sự nhà cửa này thì chắc là lát nữa tôi đi mua tí lá cây trên đồi từ ông Bụt.
Chắc là đơn vị trao đổi tôi sẽ là chặt gỗ ở dưới này mang lên đấy. Thằng này nó hỏi tại sao ông ta lại rời căn nhà của ông ấy. Tôi biết rõ lý do tại sao ông ta lại rời đó. Là mắt tôi bị hoa hay là cái cục rác này đang nhảy múa, nhảy hip hop trước mắt tôi vậy? Các bạn đừng quên con game này có tên là The Dawn nhá. Con búp bê cho nên là enjoy nó anh em ơi, enjoy nó đi. Ngôi nhà này bẩn phết nhỉ. Ngày mai tôi sẽ dọn nó. Bây giờ tôi sẽ phải đi shopping vào đêm nay. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ một chút. Ok, ngủ một chút. Ngủ một chút giữa đống rác này. Để mà nói thật ra nhá, nhà này khá là rộng. Bồn rửa chén, các thứ, tủ lạnh. Phòng ngủ có giường không? Có giường. Ngoài việc là hơi bẩn ra thì nó cũng khá là ok. Thật ra là cũng ấm cúng, chỉ cần tút tát lại một chút là chúng ta sẽ có một ngôi nhà có thể nói là ở khá được ấy. Ngủ nào. Sao cái giường này nó đang nhảy hip hop trước mặt tôi vậy? Tôi đã ngủ quá nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ phải đến cái chỗ cái xe. Sẽ phải đi mua sắm đồ thôi. Thì tôi đã tự hứa bản thân mình sẽ không bao giờ sơn nhà mình bằng cái màu sơn này nữa. Bạn nhìn kỹ nó này, đây. Như một ngôi nhà đến từ 1980 vậy. Đừng sơn nhà bằng màu này nhá. Đừng. Ok. Nhà này thì là không có tivi. Anh em nào mà muốn giải trí là sẽ ra đây này. Đốt bếp lửa đây xong ngồi ghế thôi. Rất là chill, rất là classic. Tôi thích thế. Xong rồi về sau nếu như mà vẫn muốn lắp tivi thì có thể lắp ở đây. Cũng khá ok. Đi mua đồ nào. Chắc là đi mua cái tivi các kiểu. Ở nhà này cũng được. Được, nhà này tôi cũng sẽ rất thích nếu mà tôi mua được cái nhà như này. Có điều là bê nhà này vào gần thành phố hơn cho tôi được không? Không thấy cảnh đang đi ra ngoài phải kiểu vỗ tay chào hỏi với cả Hiêu với Vượn lắm. Phép thuật thật đấy, được ok. Hello, em mới đến anh ơi, em mới đến. Anh này có tập gym đúng không? Em nhìn phát em biết ngay. Có cuộc hội thoại gì đây? Nói chuyện cái nhở. Họ đang bán một ngôi nhà dạo gần đây. Và ngôi nhà của cái gã già khúm đó, kẻ mà đã chết dạo gần đây. Điên rồ, tại sao ông ta lại điên rồ cơ? Chứ chị kể chuyện bình tĩnh thôi, chị không nhất thiết. Chịu rồi, tay chịu rồi. Rồi ôi, trung bình các bà hàng xóm nói về người khác. Giời ơi. Chuyện kể rằng con trai của ông ta đã chết. Không biết lý do tại sao hắn chết kiểu gì, nhưng mà lão già trở nên rất là tuyệt vọng. Ông ta bắt đầu làm một con búp bê và bắt đầu đối xử như là con trai đã chết của ông ấy. Ăn mặc cho nó ăn và sau đó là đem nó đi bộ vào trong phố các kiểu. Có một cái câu chuyện này ở tất cả những cái chuyện ma mình được đọc, đó là những cái thứ đồ vật nó có cái chi giác kiểu, nó có tay, nó có chân, có mặt mũi các kiểu, là những cái thứ rất dễ bị ám. Mình nghe kể chuyện ma thì mình kể lại thế thôi chứ chả có cái gì gọi là khoa học khoa hùng ở đây cả. Ví dụ một bức tranh của một người phụ nữ trông rất giống người chẳng hạn, mặt mũi và tay chân các kiểu, giả dụ thôi, thì chúng ta kiểu nhìn thấy bức ảnh đấy ở trong một ngôi nhà hoang chẳng hạn, chúng ta cũng thấy rùng mình hơn đúng không? Nên là đang đọc chuyện ma kể lại cho các bạn thôi, giả dụ thôi, ví dụ thôi, chứ nó không có một cái cơ sở khoa học nào để nói cả, nhưng mà kiểu vậy. Ok, vậy là ông già đấy, con trai chết. Thế là về sau cái ông già đấy thì cũng chết luôn. Ông ý thì không có họ hàng gì cả. Người con trai duy nhất của ông ý thì cũng đã chết rồi. Hỏi chấm quả kể chuyện. Chúc ông là may mắn với cả cái câu chuyện của chị gái nhá. Thấy chị vẫn nhiệt tình lắm. Vẫn đang vung tay lắm, anh em khéo là đang kể lại từ đầu. Thôi chúng ta mua đồ về nhà thôi. Vậy là có một người này, con trai chết, sau đó làm một con búp bê, sau đó đối xử con búp bê đấy như con trai của mình. Nghe nó khá là hơi ma quỷ châu Á so với một con game nhìn quá là châu Âu như này đấy. Ok, $30 này. Cảm ơn vì đã mua này. Ôi cảm ơn anh. Tôi sẽ phải để cái túi này lên trên bàn. Cái con búp bê và người đàn ông đã chết đấy thì liên quan gì đến cái ngôi nhà của tôi? Tại vì ban nãy khi mà tôi vào tôi thì chưa tìm kỹ, nhưng mà có thấy con búp bê nào đâu. Và cái người đàn ông mà bán cho tôi căn nhà này này, chúng tôi đã có sự giao dịch với nhau rồi. Tức là ông ta hoàn toàn sống nhăn và không hề chết. Mày có nhất thiết tôi phải đỗ xe ở tận kia không nhỉ? Có thể đỗ ngay đây được mà, làm ơn đấy. Ok, đặt cái đồ ăn này lên bàn này. Well, tôi nghĩ là tôi sẽ phải dọn dẹp rác rưởi trong nhà này thôi. Tôi có một cái chổi. Tôi lấy cái chổi. Tôi sẽ kiểm tra đằng sau ngôi nhà. Một cái chổi ở đằng sau ngôi nhà, behind the house. Tức là tôi sẽ phải đi đường ngoài. Ok. Có bạn búp bê nào mà đi lấy cho mình cái chổi không? Cho mình đỡ phải đi nhiều thì tốt nhỉ. Tập này là muốn bạn búp bê là lấy hộ cái chổi đấy. Có cái nhà kho nào không nhỉ? Tôi nhìn tưởng ra nhà kho nhưng mà không phải. Nhưng mà hóa ra nó lại có một cái gì đấy. Cũng là nhà kho à? Một cái hầm anh em ạ. Ôi dồi ôi, xuống đây mà lấy chổi này. Phải xuống thật. Tôi sẽ phải vào cùng với cái nến. Tiện quá, hình như bạn búp bê bạn đốt hộ cái nến ở đây rồi. Xuống luôn thôi. Xuống lấy cái chổi anh em ạ. Oh my god.
Phải tôi cũng đái mẹ nó ra ba bãi rồi anh em ạ. Thầy nói thật. Gì này? Xuống dưới hầm cầm nến đâu mà nhìn đến bức này á? Đái ngay cho tôi. Bạn búp bê của chúng ta, bạn cùng nhà ấy. Anh em chào hỏi nhau đi. Trước lại sau quen. Vào đây này. Ôi tôi chịu ơi. Thế đỡ được rồi. Sao lại... Từ nãy giờ chúng ta có đang nhìn một con búp bê, một con búp bê cụ thể không? Hay là nãy giờ là có cái sự là nhiều con búp bê khác nhau đúng không? Đây là một con búp bê này. Đây là một con khác này. Để giả sử nếu con búp bê đấy mà nó có lương chi chẳng hạn nhá, thì có vẻ như đây là những cái con búp bê mà nó cảm thấy thích, cho nên là nó treo trong nhà. Tại vì người thì sẽ thích người đẹp thôi đúng không? Búp bê thì sẽ thích búp bê đẹp thôi, chắc chắn luôn. Ôi dồi ôi. Chắc chắn là không phải là một chỗ để tôi có thể đấy, thích thì vào mà nằm, tôi không nằm được. Tao lại mày đấy. Gì kia? Ảnh tranh ảnh. Không gì cả. Có một tờ giấy không? Ok, tờ giấy là những cái gì mà tôi cần này. Bố sẽ làm cho con hoàn hảo thôi con trai. Từ mẹ em linh tính bảo tôi không nên quay đầu lại. À đây, cái tôi vẫn cần đây. Cái chổi. Quan trọng là mình cần cái chổi, được chưa? Tất cả những cái gì tôi làm nãy giờ xuống đây chỉ là để lấy cái chổi, có phải là hơi quá. Mẹ kinh tế nhờ game này. Xuống lấy cái chổi anh em ơi. Và cái giá phải trả. Lên thôi, coi như là em trả gì đâu, chuyện bình thường, quên tôi đấy mà. Lần nào lấy chổi trả thế này. Thôi. Không nghe, không có nhu cầu bạn ơi. Lên. Ai mà lại giữ chổi ở cái nơi như vậy nhỉ? Một câu hỏi hay đấy. Tất cả mấy cái bức tranh về cái bọn búp bê đấy nữa là sao? Đấy không phải là câu hỏi sau khi các bạn đi ra khỏi đấy. Câu hỏi sau khi các bạn đi ra khỏi cái đường hầm đấy đó là: ôi các bạn đừng hỏi ha, thì các bạn vứt mẹ chổi đi. Xong rồi các bạn chạy thật nhanh ra xe và đi mẹ ra khỏi đấy cho tôi. Vãi cả hỏi, lại còn vào dọn nhà tiếp thì tao cũng lên lậy. Hình như tôi phải vào nhà dọn tiếp. À, ôi, tiền xuống rồi thì biết phải làm sao. Bút xa gà chết tôi. Nhà này đã là nhà của tôi mà, cũng chả chạy đi đâu được. Dọn đi. Quan trọng gì đằng sau nhà là có cái đường hầm toàn búp bê với cả máy chém đầu ấy mà, có cái gì đâu mà nghĩ. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ ném hết đống rác này đi. Có cái vấn đề gì với việc mua nhà ở trong rừng thế nhở? Bút rác này. Ít nhất là trong nhà tôi, ít nhất là ở chỗ nhà rừng rú này là vẫn có nơi để vứt rác. Tôi mệt rồi, tôi sẽ đi ngủ một lát. Ngày mai tôi sẽ di chuyển cái xe tải qua với cái đống nội thất mà tôi để ở. Tức là mai là sẽ có cái xe tải nó đến để dọn đồ hay là chuyển nội thất ở nhà khác vào ấy. Tôi không rõ được câu này lắm. Tức là ngày mai là sẽ có người đến thăm tôi. Vào rừng cái người duy nhất thăm bạn chỉ là những cái dịch vụ các bạn gọi thôi, chứ đừng gọi tôi nhé. Tôi thăm ai trong rừng đâu, kinh lắm. Nhà này cách âm cực. Ngoài đó là nghe tiếng chim đúng không? Nghe tiếng chim các thứ sơn ca đúng không? Như thế luôn mà. Tối nay là khả năng có con búp bê bóp cổ ấy. Nhưng mà thôi cứ ngủ đã. Tháo bớt một bên tai nghe ra để, là cách để tôi giảm tải áp lực ấy. Tháo bớt ra. Ôi sáng rồi. Xe tải sẽ đến vào bất kỳ lúc nào thôi. Ok, trời sáng rồi, thoải mái rồi anh em ơi. Tôi phải recommend anh em lại là đừng bao giờ sơn nhà cái màu xanh lơ này nhá. Đừng bao giờ đấy. Sao tôi cảm giác là sẽ có thằng nào nó... À đây rồi. Cái xe tải tôi order đây. Nhìn thấy người bây giờ sướng hết cả. Cái con người lên bây giờ nhìn thấy người là cảm thấy nó an toàn hẳn. Hello anh nhá. Mang đồ cho em à anh. Đấy ra, tivi tủ lạnh đặt mua này. Ok này. What the fuck, bắt tao phải tự bê vào á. Hello. Cảm ơn vì đã mang nội thất của tôi tới đây. Không có gì cậu ơi. Nhưng mà cứ cho tôi biết khi mà cậu sắp xếp xong nội thất nhé. Mày bắt tao tự bê đống này vào á? Mà nhất thiết là phải đỗ xe xa thế này không? Ý tôi là mình xe ô tô ở đây có vấn đề gì với việc đỗ xe xa cách nhà tầm 500m vậy? Mệt lắm đấy. Tôi đang bê một cái tủ quần áo nhá. Nhắc lại cho các bạn nhớ. Để đâu được nhỉ? Một cái tủ quần áo.
À không, đây là cái tủ để tivi lên, tôi đoán vậy. Tivi ở ngoài kia nữa. Cái nhà thấy ghê vậy anh. Ô, nhà anh đây em. Anh làm việc cả đời mua căn nhà, em thấy được không em? Ấm hết cả cái cõi lòng mà nhìn thấy anh yêu luôn. Nhà này anh nhìn anh yêu luôn, anh mua luôn. Tivi này, bê vào trong phòng ngủ này. Cho tivi vào ha. Mình không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng mà bức tranh này là bức tranh gốc nó như nào đấy, tại vì bây giờ tôi đang nhìn thấy nó là như này. Ô em bê cái tủ quần áo nặng tầm tấn 2 thôi anh, đừng quan tâm anh ạ, đừng quan tâm. Không vấn đề gì đâu anh ơi, để em bê mình thôi anh ơi. Nặng tấn 2 mà gì đâu. Mặc dù em đã thuê anh mất rất nhiều tiền ấy. Nó chả vấn đề gì. Cái tủ đấy vẫn để trong phòng ngủ tôi luôn à. Bây giờ thì tôi sẽ phải nói với cả gã tài xế, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Điều hôm nay trời đẹp ta. Ui, nhìn mây này. Ngày hôm qua hello, xong rồi nhá, mọi thứ ok rồi. Nhưng mà tại sao tôi phải báo cáo với ông này ta? Để ông đi về à? Tôi sẽ phải đến nhà của mẹ tôi. Tôi sẽ lấy một vài cái bộ quần áo trong tủ của tôi và sau đó tôi sẽ rời đi. Tôi xác nhận được cái kết của bản thân mình rồi. Cái tội thích mua nhà trong rừng. Lấy ra bộ quần áo là chết anh em ạ. Thở mạnh lên nào, thở mạnh lên nào, thoải mái lên. Hello bạn nhá. Hello bạn nhỏ. Nói chuyện cái tự nhiên thấy nó cũng đáng yêu ấy. Hello. Cái hình nộm này đang làm gì ở đây vậy? Tôi sẽ phải ném nó đi ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ đặt nó vào trong cái ghế đó và sau đó sẽ tìm quần áo rồi rời đi. Kiểu tôi nói thật là tôi như thằng ngẩn ấy. Kiểu ví dụ tôi đang chuẩn bị làm đồ ăn ấy, tôi kiểu ngay bây giờ tôi sẽ lấy rau ở trong tủ lạnh ra, xong rồi tôi sẽ kiểu rửa rau và sau đó tôi sẽ thái, tôi cho nồi và tôi kiểu tự kỳ vãi đái ấy. Kiểu à đây rồi, đặt nó đây. Đặt nó trong phòng ngủ nó kinh. Đó. Lấy quần áo thôi, let's go. Tôi phải đi đến xe thôi. Lấy quần áo xong rồi này. Ô tuyệt, nó vẫn ở đấy anh em ạ. Ui, khoan đã, anh em có để con búp bê này. Có cái tỷ lệ lương hơi bị dài quá không? Kiểu trông nó mất thẩm mỹ quá. Thôi đi nào, tôi mà là nhân vật bây giờ tôi cũng đi đến nhà mẹ tôi ngay lập tức. Ok, đi đến nhà mẹ. Nhanh lên. Ôi giời ơi, lại về nhà rồi. Lần chó này. Trừ một chủ nhà anh em ơi, trừ một chủ nhà. Tiếng gì ấy? Bố mày lợi mày! Tao xin mày! Chuyển cho anh cái biểu à? Này chịu ơi! Lời nhắn nhủ đến tất cả mấy anh em ngoài kia, một ngày các bạn đi về nhà làm việc hay đi học về nhà nhá. Các bạn tự nhiên thấy con teddy bear của các bạn tự nhiên ngồi trên đầu giường rồi nó xem tivi kiểu nó không đáng yêu như là Toy Story đâu, mọi thứ nó không như vậy được chưa? Đừng có hiểu nhầm, đốt ngay cho tôi, không nói nhiều. Nó không đáng yêu như Toy Story đâu, nó không đến mức vậy đâu nhá. Chào bạn nhỏ nhá, chào bạn nhỏ nhá. Tốn điện quá đây này, cứ xem gì, tốn điện quá. Đấy, tắt đi. Nhân vật của chúng ta đần độn đến đau lòng. Đúng rồi, nói thật. Đi ngủ à? Đi ngủ mai đi làm đấy. Thích nhà này quá mà, đi ngủ đi mai đi làm nhá. Anh em mình có một cuộc hội thoại ấy bạn búp bê ơi. Gì nói chuyện nhau cái được không nhở? Vâm lên bạn em, mình nói chuyện tí. Ô, máu này. Tuyệt, máu. Ô, tuyệt. Nếu mà nhân vật của tôi nó có thể ngu đến cái mức độ đi theo vết máu ấy, xuống cái hầm đấy tôi đéo còn gì nói. Ô nhưng mà nó lại làm thế thật nhá. Em kinh như vậy. Stupid motherfucker.
Xuống anh em, xuống ấy. Nó tiện đi các bạn. Nó tiện nhiều ảnh kinh dị, với cả nó tiện cái máy máy chém đầu. À hả? Nó tiện luôn cả cái mấy cái đồ tra tấn ấy. Thì mình xuống tận nơi luôn cho nó đỡ mệt nhá. Xuống luôn. Nhạc đâu đấy? Úi giời, máu bắn khắp tường. Sinh động thật. Nói chuyện cái được không bạn? Bây giờ thì cậu hãy đi theo. Now you follow your. Now you follow your gì không nói. À, hello bạn nhá. Thế cho nó xong đi. Tao không chơi trò này nữa. Cho nó xong đi. Tao mệt mỏi quá rồi. Một bà mẹ đã tố cáo, đã thông báo rằng con trai 23 tuổi bà ta mất tích. Cảnh sát tìm và đã thấy nhà cậu bé có một cái đường hầm đầy máu ở đằng sau ngôi nhà. À, có một cái dẫn máu ở đằng sau ngôi nhà. Có một con búp bê ở dưới tầng hầm. Cửa thì đóng, họ mở lại nó và vào trong. Sau đó họ đi xuống dưới và thấy máu, vết máu ở khắp mọi nơi. Cho tới khi họ tìm thấy một chàng trai 23 tuổi đã chết. Ừ, chính là đấy, cái thằng đần độn đấy, tôi nói thật chứ. Ngủ chết thôi, không nói làm gì được. Ôi, cái hầm này nhìn nguy hiểm vậy. Phải vào thôi hả? Không thể nào tin được các bạn. Ok, và đó là con búp bê ma. Một tựa game rất vui tươi đúng không anh em ơi. Đừng quên để lại một like video, đăng ký kênh để cho kênh Duy Lê thể phát triển hơn nha mọi người ơi. Mình là Duy, đừng quên đấy. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye anh em nha. Trung bình nhân vật phim kinh dị. Đấy, nói rất sai đấy.